Lê Thế xin chào tất cả các bạn. Đúng kia xin chào tất cả các bạn. Mi Anh xin chào tất cả các bạn. Hèn Bùi xin chào tất cả các bạn. Vân Anh xin chào tất cả các bạn. Trần Huế xin chào tất cả các bạn. Ngọc Anh xin chào tất cả các bạn. Ơ, thiếu ai à? À, còn thiếu tớ. Kim Ba xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với video ngày thứ 90. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đây là một thành thức, một thử thách vô cùng thú vị. Và tôi không tin rằng là lại có nhiều người trên thế giới này có thể vượt qua trong suốt 90 ngày vừa qua trong một thử thách rèn luyện liên tục mỗi ngày. Tôi tin chắc rằng trong 90 ngày vừa qua bạn đã có quá nhiều điều tuyệt vời xảy ra với mình. Không chỉ về sức khỏe, tinh thần mà rất nhiều các hình ảnh được gửi đến về thay đổi về những ngôi nhà, những gia đình, những người bố, người mẹ, người vợ, người chồng, con cái tập luyện cùng nhau. Và trong ngày hôm nay Kim Ba muốn chia sẻ với các bạn thêm một cái bài học vô cùng thú vị. Đó là cuộc sống này chúng ta muốn được đi lâu dài, bạn muốn đi xa thì bạn phải đi cùng nhau đúng không ạ? Và trong ngày hôm nay toàn bộ ekip đã dàn dựng lên chuỗi video cũng đồng hành Kim Ba trong suốt thời gian vừa qua, đã tham dự trong toàn bộ chương trình này để tạo lên bài tập thứ 90. Rồi, chúng ta sẽ vào luôn bài tập ngày hôm nay nhá. Nào, bài khởi động. Thuộc bài hết rồi nhá, tự tập nhá, tôi đi về đây. Ok, hai tay đan lại. Chúng ta thực hành bài khởi động nào. Xoay khớp cổ tay và cổ chân. Bài tập ngày hôm nay thì chúng ta sẽ giãn cơ nhẹ nhàng thôi các bạn ạ. Cùng lắm chỉ xoạc ngang, xoạc dọc. Xong rồi tập 1-2 lần cái bài trồng chuối hít đất gì đó. Đừng có quan trọng, mấy động tác cơ bản mà. Từ bên. Có ai biết trồng chuối chưa? Thôi xoay cổ, nghiêng đầu sang hai bên. Cú trước sau, gập xuống ngửa lên. Thôi vung tay. Tay chạm luôn vào nhau cũng được. Lên trên. Quên mất tớ chưa buộc dây chun quần. Xoay người. Xoay bay cả thảm. Xoay ngửa lên. Thôi, nào xoay hông, thả lỏng người đó. Đảo chiều, xoay ngược lại. Nào xoay khớp gối, chùm chân, hạ thấp mông. Xoay ngược lại. Chụp sát hai chân, tiếp tục xoay. Đảo chiều. Thôi, nào, hai tay đan sau gáy, cúi đầu xuống, khép khuỷu tay lại. Nghiêng đầu sang bên trái, buông tay phải ra. Đổi bên. Xoay trái, nhìn đầu vai.
hít thở chậm. Đưa bên. Nào. Ngửa lên, đặt tay phải ngang ngực, đặt kiểu tay trái lên bàn tay. Hơi mím chặt môi lại chút, đẩy căng ra cổ lên trên. Thôi, vươn vai, chụp sát hai chân. Thả lỏng cổ. Đẩy căng tay. Bước dòng chân, tay phải kéo khuỷu tay trái vào sau đầu. Nhìn thẳng về trước. Đẩy khuỷu tay phải về sau. Đưa bên. Nhìn thẳng về trước. Thôi, chúng ta bước rộng hai chân. Thẳng nghiêng người sang bên trái, tay phải vươn lên. Xoay vai lên trên, nhìn chéo lên trên. Đẩy ngực lên. Để kéo giãn sườn bên phải. Đưa bên. Ta lại căng tay. Gập trước, xoay người sang bên trái. Hai bàn chân song song. Giữ thẳng lưng và chúng ta trùng tay xuống theo sức của mình. Tay có thể chống xuống thảm hoặc tay nắm cổ chân. Nếu mà dẻo hơn thì chạm trán xuống. Hai tay nắm cổ chân bên trái. Nào giữ dài cột sống lưng. Từ bên sang bên phải. Nào chú ý giữ thẳng chân. Đè hông xoay người sang bên phải. Hạ gối trái xuống. Hai tay đặt lên đầu gối chân phải. Hạ thấp mông xuống. Đẩy ngực lên. Đưa bên, xoay người lại. Hạ thấp mông. Đẩy ngược lên. Thì thế đè ngang, tay phải chống xuống. Chúng ta xoay người sang bên phải. Chung gối chân trái xuống. Hạ thấp mông xuống. Người chúng ta hơi xoay nhẹ sang bên phải một chút. Đổi bên nào, sang bên phải. Vặn mình thu hẹp hai chân lại. Hạ thấp mông xuống, hai tay chống bên gối. Xoay vặn người sang bên trái. Nào nhìn về sau. Nhìn về sau. Từ bên.
thôi. Thu chân lại, đeo cổ chân, nhấn chân trái xuống. Đôi chân. Hôm nay tưởng cao phải ít rồi. Như cạnh chân. Đôi chân. Thôi, chúng ta thực hành bài chào mặt trời. Làm bước về đầu thảm với hai chân chụm sát lại. Còn chiếc cái chạm sát vào nhau. Chúng ta đứng cách thảm tầm khoảng 30cm. Hai tay chắp lại trước ngực, ngón tay cao ngang với cằm, thả lỏng hai vai. Thực hành thêm nhịp hô nhé. Bắt đầu nào. Hít vào, hạ tay xuống. Tay ra ngang vừa lên, lòng bàn tay hướng vào nhau. Tư thế mạnh mẽ, thở ra chùm gối, đổ nhau người về trước, đẩy ngược về trước, hơi vươn nhẹ tay về sau. Hít vào đứng lên, thở ra vươn dài người về trước, gập người xuống, hai tay giữ cổ chân, nào giữ dài cột sống lưng và gập xuống theo khả năng của mình. Hít vào buông, thả lỏng hai tay, cúi đầu xuống, thả lỏng vai, thở ra, chế tay chân, chạm tay xuống thảm, ngang ngón chân. Hít vào tư thế tấm ván, bước lùi hai chân về sau, tư thế tấm ván. Thật bình tĩnh này, siết cơ bụng, từ từ hạ xuống, nằm hẳn xuống. Thở ra, khép khuỷu tay lại. Giữ nguyên hít vào, nén thở gồng bụng, đẩy lên tư thế con rắn. Gập đầu lại, siết cơ bụng. Nâng người lên, tư thế chó duy mình. Thở ra, hai bàn chân song song, đẩy cao mông. Chiến binh 1. Hít vào, bước chân trái lên, dưới bàn tay bên trái. Đứng lên, nào áp chạm bàn chân sau xuống. Hai tay vươn lên. Thở ra, vươn tay vượt qua đầu một chút, đẩy ngực nhìn lên trên. Hít vào, hạ tay xuống. Chống tay xuống thẳm, bước lùi chân trái về sau. Từ đây tầm ván nào. Siết cơ bụng, từ từ chùng tay nằm xuống. Thở ra. Giữ nguyên hít vào. Nén thở gồng bụng, đẩy lên. Đẩy ngược lên. Gật đầu lại, siết cơ bụng. Nâng lên. Thở ra, thì để chó dưới mình. Là bàn chân song song, đẩy gót ra ngoài một chút nào. Đổi bên. Hít vào, bước chân phải lên, dưới bàn tay phải. Từ từ đứng lên, hai tay vươn lên. Thở ra, vươn tay về sau. Hít vào, hạ tay xuống. Chống tay xuống thẳm, gồng chắc cơ bụng, bước lùi chân phải lại. Từ từ nằm xuống. Thở ra. Hít vào, nén thở đẩy lên. Đẩy ngược lên. Gật đầu lại. Siết cơ bụng lại, nâng lên. Thở ra, thì để chó duy mình, đẩy cao mông. Bước lên hoặc nhảy lên. Hít vào. Rút tay lên đầu gối, chỉnh thẳng cột sống lưng đã. Tay chạm đầu gối. Thật ra gập người xuống, áp người gần vào chân. Chú ý thẳng chân. Hít vào buông, thả lỏng hai tay, cúi đầu xuống. Thở ra, tư thế tay chân, chống ngón tay ngang ngón chân. Đẩy ngược lên nào,
đẩy ngược lên. Hít vào, đứng lên. Đứng lên. Hai tay dang ngang, vươn lên. Lòng bàn tay hướng vào nhau. Thở ra, chùm gối, tư thế mạnh mẽ. Đẩy ngược về trước, vươn nhẹ tay về sau. Hít vào, đứng lên. Thở ra, hai tay chắp lại trước ngực. Ngón tay cao ngang với cằm. Hít thở chậm lại. Hít thở chậm lại. Chúng ta lặp lại. Hít vào, hạ tay xuống. Tay ra ngang, vươn lên. Thở ra, tư thế mạnh mẽ, chùm gối xuống. Đẩy ngực về trước, nào vươn tay về sau. Hít vào, đứng lên. Thở ra, vươn dài người về trước, gập người xuống, áp người gần vào chân, mỗi ngày tăng hơn một chút. Hít vào, buông thả lỏng hai tay, tay không chạm thảm, cúi hẳn đầu xuống. Thở ra, tư thế tay chân, chùm ngón tay ngang ngón chân, chỉnh thẳng lưng. Tấm ván, hít vào chùm gối, nhảy. Lùi lại tấm ván. Nào giữ tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Từ từ chùm tay hạ xuống. Thở ra. Giữ nguyên, hít vào. Nén thở, gồng bụng đẩy lên. Gật đầu lại, siết cơ bụng. Nâng lên. Thở ra, đẩy cao mông. Hít vào, bước chân bên trái lên, chiến binh một. Đứng lên, hai tay vươn lên. Thở ra, vươn tay về sau. Hít vào, hạ xong tay đã. Rồi chống tay xuống thảm, bước lùi chân trái lại. Tấm ván, tách đều ngón tay ra. Hạ xuống. Thở ra, giữ nguyên, hít vào, nén thở đẩy lên, đẩy ngược lên, gật lại, siết cơ bụng, nâng lên, thở ra, hai bàn chân song song, hít vào, bước chân bên phải lên, chiến binh một. Từ từ đứng lên, hai tay vươn lên, thở ra, vươn tay về sau. Hít vào, hạ tay xuống, chống tay xuống thẳng, bước lùi chân phải. Từ từ hạ xuống, thở ra, giữ nguyên, hít vào, nén thở đẩy lên. Đẩy ngược lên, là chung nhẹ khuỷu tay xuống. Gật đầu lại, siết cơ bụng. Nâng lên. Thở ra, đẩy cao mông lên, kéo giãn cổ sống. Chúng ta cùng nhảy lên nhé. Hít vào, chùm gối. Nào, nhảy lên. Ôi giời, nhảy không dạo tiếng động cơ. Rút tay lên gối. Nhảy lại dầm mắt đi. Thở, gập xuống. Hít vào, buông thả lỏng hai tay, cúi đầu xuống, mềm người dặn. Thở ra, tư thế tay chân, chừng ngón tay ngang ngón chân, nào vươn dài cột sống. Hít vào, đứng lên, hai tay dang ngang, vươn lên. Thở ra, tư thế mạnh mẽ, chùm gối, đẩy ngược về trước, vươn tay về sau. Hít vào, đứng lên. Thở ra, hai tay chắp lại trước ngực. Hít thở chậm lại. Thả lỏng vai. Thả lỏng cổ. Thả lỏng trán. Nào, thêm một lần nữa nha. Hít vào, hạ tay xuống. Tay ra ngang, ngang vai, ngửa lòng bàn tay.
tiếp tục vươn. Thở ra, tư thế mạnh mẽ, chùm gối, đổ nhau người về trước một chút cũng được. Vươn tay về sau. Hít vào đứng thẳng dậy đã. Thở ra mới vươn dài người về trước. Gập người xuống. Áp sâu người xuống. Hít vào buông thả lỏng hai tay. Cúi đầu xuống thả lỏng vai. Thở ra tư thế tay chân, chống ngón tay ngang ngón chân. Hít vào chùm gối, bình tĩnh nha. Nào, nhảy lui lại tấm ván. Nào, giữ nguyên. Lệ thế gây ồn ào quá. Gồng bụng hạ xuống. Thở ra. Nào, giữ nguyên, hít vào. Gồng bụng đẩy lên. Đẩy ngược lên. Gập đầu lại, siết cơ bụng. Nâng lên tư thế chó giữ mình. Bàn chân song song, chúng ta tách đều ngón tay ra. Tách đều ngón tay ra. Hít vào chiến binh một, bước chân trái lên. Đứng lên. Hai tay vươn lên. Thở ra vươn tay về sau. Hít vào hạ song tay. Rồi chống tay xuống thầm. Bước lùi chân trái. Gồng bụng hạ xuống. Thở ra. Giữ nguyên, hít vào. Nén thở đẩy lên. Đẩy ngược lên. À, chung kiểu tay xuống nào. Gật đầu lại, siết cơ bụng. Nâng lên. Thở ra, đẩy cao mông. Hít vào, bước chân bên phải lên. Chiến binh một, đứng lên. Hai tay vươn lên. Thở ra, vươn tay về sau. Hít vào, hạ tay xuống. Chống tay xuống thẳm, bước lùi chân phải lại. Nào, gồng cơ bụng, hạ xuống. Thở ra. À, giữ nguyên ở đây, hít thở sâu một vài hơi đã. Rồi, chúng ta tiếp tục này. Hít vào. Nén thở đẩy lên. Đẩy ngược lên. Gật lại, siết cứng cơ bụng lại. Nâng lên. Thở ra. Đẩy cao mông, đẩy cao mông. Hít vào. Chùm gối, nào, nhẹ nhàng nhá. Nhảy lên. Rồi, ok rồi đấy. Rút tay lên gối. Đẩy ngược lên. Thở ra, gập người xuống. Hít vào, buông, thả lỏng hai tay. Cúi đầu xuống, thả lỏng vai. Thở ra, tư thế tay chân, vươn dài cột sống lưng. Hít vào, đứng lên. Đứng lên. Hai tay dang ngang. Vươn lên. Tư thế mạnh mẽ. Chùm gối. Thở ra. Đẩy ngược về trước. Vươn tay về sau. Hít vào, đứng lên. Thở ra. Hai tay chắp lại trước ngực. Ngón tay cao ngang với cằm. Hít thở sâu hơi. Hít thở sâu hơi. Và hạ tay xuống. Rồi, các bạn nghỉ giải lao một xíu nhá. Lau mồ hôi, uống nước. Nhẹ nhàng đúng không? Hôm nay tập nhẹ nhàng đúng không? Mọi hôm đứng bên ngoài ăn lẩu với cả ăn pizza sướng. Hôm nay được vào tập. Đây, đội hình này này. Một ông cứ quay, một ông bên ngoài thì ăn nhậu. Các bạn hít thở sâu vài hơi, có thể lau mồ hôi. Thế tí chúng ta tập đơn giản thôi, mấy động tác trồng chuối mà. Trồng chuối nhá. Ok, xin mời các bạn chúng ta cùng tiếp tục vào. Nào, đứng lên, đứng về giữa thảm.
chỉ có động tác giãn cơ thôi. Hai bàn chân song song cách rộng bằng hông, chúng ta phải ước lượng bằng một bàn tay cũng được, hai cạnh bên trong song song với nhau. Thì đến núi nào, đứng thẳng, hít vào hai tay đan trước mặt, thở ra vươn lật ngửa lòng bàn tay lên trên, thả lỏng vai, thả lỏng cổ, thả lỏng trán, hơi vươn về sau một chút. Chúng ta nâng tiếp các đầu ngón chân lên, các đầu ngón chân siết cơ đùi lại và đứng vững. Hít thở chậm, đẩy ngực lên, thả lỏng chán ra, để căng tay vươn về sau, hít vào chùm tay, hạ tay xuống, hai tay đan lại sau lưng, thở ra để căng ngực về phía trước, đẩy ngực lên, nâng cằm lên, giữ nguyên như vậy, hít sâu một hơi, tùy khả năng mỗi người vươn dài người về trước, gập người xuống. Nào chúng ta gập chậm thôi, gập chậm thôi, hít thở chậm lại. Mỗi lần thở mình lại chìm sâu xuống, chìm sâu xuống. Nếu cảm thấy tắc mũi hay chóng mặt thì chúng ta nâng cao lên một chút nhé. Hết tập động tác này là tay chạm được về sau ấy. Không ai chạm tay về sau à? Chạm đất đấy. Rồi hít sâu một hơi, hai tay chống lên lưng, gồng cơ bụng, nâng lên. Thở ra, hít thở sâu vài hơi, hít thở sâu vài hơi. Rồi ekip cố gắng nhé, tí cho mỗi người gói mì tôm. Hít thở sâu hết, cho đỡ trong mặt. À, mì tôm trứng à? Một tôm đùi gà ăn tham vừa đấy chứ, tập có một buổi. Rồi, tiếp tục, hít vào hai tay vươn lên, tay phải giữ khuỷu tay bên trái, thở ra đẩy ngực lên, kéo sâu khuỷu tay vào sau lưng, đẩy ngực lên, hít thở chậm. Chúng ta dùng đầu của mình này, sau đó đẩy khuỷu tay về sau, cho giãn hết phần vai ra. Bình tĩnh nhá, hơi dồn mốt một chút đấy. Dồn hết trọng lượng sang chân trái, kích chân phải lên nào. Chấm cái mũi chân phải thảm thôi, đẩy ngực lên, hít sâu một hơi, đẩy ngực lên nào. Thở ra nghiêng sang bên phải và giữ nguyên, giữ nguyên. Hít thở chậm thì càng tốt, còn nếu không thì hít thở nhanh, đảm bảo mặt vẫn tươi cười. Rồi ok, tớ biết là động tác này kéo rất là giãn nhưng mà mặt vẫn phải tươi tỉnh. Nào, ai muốn căng hơn nữa không? Thì tiếp tục gập sâu xuống, nghiêng sâu xuống, hoặc đẩy cái vai xoay lên trên. Nào, cố gắng một vài giây đấy nhá. Gồng cơ bụng, nâng lên, hạ tay xuống, giãn hết sườn, xoa xoa tí, nếu mà căng xoa xoa tí. Từ bên, hít vào hai tay vươn, tay trái giữ khuỷu tay bên phải, thở ra đẩy ngược lên nào, đẩy ngược lên, rồi kiếng chân trái lên, hít sâu một hơi, chúng ta đẩy khuỷu tay về sau đã, thật ra nghiêng sang bên trái, nhìn thẳng về phía trước, hít thở chậm càng tốt, còn nếu không thì chúng ta chưa quen ấy, thì các bạn hít thở gấp một chút nữa. Còn dần dần thì phải hít thở chậm. Nào, cố xoay vai lên trên nhé, xoay vai lên trên, gồng siết cơ bụng, nâng lên, hạ tay xuống, dễ chịu đúng không?
Bây giờ bước rộng hai chân nha. Hai chân tạo thành góc vuông ở dưới háng. Dưới háng đấy. Tự nhìn, tự kiểm tra xem háng mình vuông chưa. Rồi xoay bàn chân trái sang bên trái. Hít vào tay bên phải vươn lên. Thật ra nghiêng người sang bên trái giống như bài khởi động ấy. Cánh tay song song với sàn thôi, tay phải song song với sàn. Rồi cố xoay vai lên trên. Có thể xoay cả đầu lên, nhìn lên trên cũng được. Mỗi lần thở bạn vươn căng cái tay phải ra. Vươn căng tay phải. Đẩy ngược lên. Hãy cảm giác là kéo giãn suốt toàn bộ phần sườn bên phải. Tất nhiên một số bạn sẽ cảm thấy hơi căng căng cái khớp háng bên trái bên dưới. Thì nếu mà căng mà đến mức mà chân mình trùng lại thì chúng ta lắm cao tay lên nhé. Đẩy ngược lên nào. Hơi tay phải chống hông. Khi đẩy một hơi, đứng lên. Thở ra, đổi bên nào. Đổi bên. Hít vào tay trái vươn. Đẩy ngược lên, đẩy ngược lên. Thật ra nghiêng sang bên phải. Nhìn thẳng về trước. Đẩy căng tay. Hít thở chậm. Hít thở chậm. Hơi xoay vai lên trên. Tập trung kéo giãn toàn bộ sườn bên trái. Hạ tư thế gập trước như bài khởi động. Xoay người sang bên trái. Hai bàn chân song song. Nào, chỉnh bàn chân đã. Có hai mức, một là tay chống xuống thảm. Nhưng luôn giữ chân thẳng và lưng thẳng. Và chúng ta gập được bao nhiêu thì tùy. Với những ai dẻo hơn là chán chúng ta gần chạm thảm, thì tay chúng ta có thể nằm lấy cổ chân và vươn dài cột sống lưng. Và mỗi lần thở chúng ta kéo cong mông lên. Nếu có thể các bạn cứ chạm đầu cũng thảm. Không, chạm đầu cũng thảm chứ không phải nhấc cái thảm lên chạm vào đầu. Hai cái khác hẳn nhau. Xem nào, xem ai chạm nào. Nhớ không chạm xuống tí. Tí không được ăn mì tôm đâu. Ok, chúng ta làm theo sức của mình đi nhá. Cứ tập trung làm sao nó kéo giãn ra bộ phần chân là được. Hai tay nắm cổ chân bên trái nào. Đúng rồi, chúng ta đang lặp lại bài khởi động đấy. Cô bạn chạm trán vào cổ chân đi. Tôi vừa phát hiện ra là người càng thấp thì khả năng chạm trán vào chân nó dễ hơn. Còn mấy bạn nam chân dài kia nó thì chạm xa hơn. Có thể là do chân dài đấy, không phải là do là cứng đâu. Mà là cho chân quá dài. Đổi bên. Đổi bên. Là mũi chân chúng ta hơi xoay bên trong nhé. Cái độ kéo giãn vào toàn bộ phần chân bên phải. Tất nhiên không phải dùng sức đâu. Mỗi ngày chúng ta chỉ giãn ra một chút thôi. Kết hợp với cả cái hơi thở chậm của mình nữa. Mỗi lần thở mình chỉ kéo một vài mili. Hít thở chậm lại. Rồi, đè hông đấy. Xoay người sang phải. Hạ gối trái xuống. Dưới mũi bàn chân trái. Đó, hai tay có thể đặt lên gối chân phải. Đó, cẳng chân phải vuông góc với sàn. Xoay cái mặt đùi chân trái đằng sau úp xuống. Và cất tư thế đè gối như thế này. Mà gối đau thì nhớ là trang bị cái thảm êm hơn hoặc là bó gối. Các bạn hãy quan sát cái mặt đùi của mỗi người ấy. Thì nếu mà trung bình mà cái đùi mà giống như thế kia kìa, nghĩa là tạo thành góc 45 độ. Như cái đùi ấy, tạo thành góc 45 độ thì nghĩa là chúng ta cần phải tập luyện thêm nhiều phần cơ đùi. Cái mặt đùi cần phải tăng hơn, độ dẻo hơn. Còn mặt đùi giống như cái bạn này ấy, thì là góc khoảng 15 độ thì là rất là dẻo. Thì cơ đùi dẻo liên quan độ linh hoạt cho đôi chân của mình nữa. Thật bình tĩnh nhá. Thật bình tĩnh.
dựng bàn chân sau lên, chống tay trái xuống thảm thật chậm thôi, đèo gối này, từ từ đẩy thẳng chân phải ra để bắp đùi chân trái chúng ta vuông góc với sàn. Tay trái chúng ta có thể chống bằng ngón tay hoặc chống lên viên gạch. Và tiếp theo đẩy ngược lên, đẩy ngược lên để nó kéo giãn toàn bộ phần chân bên phải. Tay phải mình có thể đặt lên gối, tay trái chống xuống thảm cũng được, nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Mục tiêu là kéo giãn toàn bộ chân bên phải. Hít thở chậm. Đây là mức cơ bản là thẳng chân và thẳng lưng. Nâng cao hơn thì mình có thể là tiếp tục gập sâu xuống. Như các bạn đảm bảo là các nhóm cơ ở dưới chân ấy nó căng vừa sức thôi. Nếu nó căng theo kiểu rát rát hơi kiểu như nó nóng rát ấy thì chúng ta không gập đấy nhá, thì có thể là như vậy nó đang rất là quá tải rồi. Và tiếp theo là nhớ gập được bao nhiêu gập, lưng phải thẳng. Hơi nâng người lên, bình tĩnh nào. Xoay người sang bên trái, đổi chân. Tư thế đè hông. Hạ gối chân phải xuống. Dưới mũi bàn chân phải. Hai tay đặt lên gối chân trái. Và hạ thấp mông xuống. Đẩy ngược lên. Đã điều chỉnh nào. Cẳng chân trái vuông góc với sàn. Hít thở chậm. Thông thường nhiều người là hay bị xoay hông này, cứ giữ xong rồi chống tay lên như này xong xoay hông thì rất dễ bị đau lưng. Các bạn nhớ úp mặt đùi xuống nhé, xoay úp xuống, úp mặt đùi xuống, nhìn thẳng. Họ chống tay phải xuống, dựng bàn chân phải lên, đè gối nào, đẩy thẳng chân trái, bắp đùi chân phải vuông góc với sàn. Có thể chống tay phải bằng ngón tay như thế này, sau đó nâng cao người lên để giảm bớt độ căng đi. Mục tiêu chúng ta kéo giãn phần chân trái. Do vậy chân trái duỗi thẳng. Tiếp theo lưng thẳng. Ở mức cơ bản thông thường ấy, thì cái chân và cái thân chúng ta tạo thành góc vuông 90 độ là được trong tư thế này. Còn mình dẻo hơn thì mình có thể gập thêm. Nhớ là không cong chân thôi nhé. Hít thở chậm. Rồi từ từ trùng gối chân trái nào. Xoay người sang bên phải, đè ngang. Trùng gối trái xuống, trùng gối chân trái xuống. Cái bàn chân trái chúng ta xoay ra bên ngoài một góc 45 độ so với hướng thẳng của khuôn mặt chúng ta. Thì xoay sang trái 45 độ. Gót chân không chạm vào mông. Với bàn chân phải chúng ta có hai lựa chọn, một là úp bàn chân xuống, hai là dựng bàn chân lên. Nó đều kéo giãn vào phần chân thôi. Thì tùy vào chân mỗi người thôi, chân vòng kiềng theo kiểu khác nhau thì chúng ta úp hoặc dựng. Từ bên. Như của Minh Anh thì phải xoay mũi chân trong. Chân vòng kiềng thì phải chỉnh. Hoặc là mình có thể kiểm soát cái chân của mình nó giữ thẳng lại, hơi ghim lại, tạo cho mình thói quen. Có nhiều người cứ bị cong ích vào trong chẳng hạn, thì mình cứ đè nhiều nó càng cong hơn. Hơi phần mình, nhích hai chân gần vào nhau. Nào, hai bàn chân chúng ta đẩy ra bên ngoài một góc 45 độ. Mông cao ngang bằng gối này. Ngón tay hướng về trước, xong đẩy rộng ra, đẩy rộng ra. Thở ra thì xoay sang bên trái. Xoay sang bên trái. Từ bên. Nhìn về sau. Nhìn về sau. Chúng tay để rộng gối ra nào. Thôi, tùy khả năng mỗi người nhá.
Chúng tay xuống thảm. Co chân lại. Ngồi xuống. Tay ngang. Trước tiên chân thẳng. Cứ hai lưng thẳng. Còn bạn tách rộng được bao nhiêu thì tùy. Các bạn là huấn luyện viên hay là mẫu ấy? Thì giữ thể diện cho thầy giáo cái chứ. Tách rộng hết như này thì à, chúng ta có thể là giữ chân như tớ cho thoải mái. Không nhất thiết phải như này đâu nhá. Không nhất thiết phải thẳng chân này đâu. Sau đó lưng thẳng. Đấy, sau mỗi ngày mình nhích một chút. Có thể nhích một vài năm, để nhích một vài chục năm không sao cả. Đấy, quan trọng là mình vẫn tiến lên mỗi ngày. Điều chỉnh nhá. Bàn chân chúng ta dựng thẳng lên này. Dựng thẳng lên. Thì nhiều bạn hay chọn theo phương pháp là chúng ta bênh mông lên như này đúng không? Tất nhiên thì nó cũng được, nhưng mà nó tỷ lệ chấn thương rất là cao. Thì tốt nhất cứ thẳng lưng và ngồi này thôi. Xong ngồi buôn chuyện. Mục tiêu chúng ta làm sao vượt chân của mình ấy, vượt qua một góc 135 độ luôn. Còn 180 độ thì càng tốt. Nếu tách rộng thêm nữa thì chân mình sẽ bị vượt ra ngoài thảm. Không, tay chống về trước, tay chống về trước. Chống về sau cũng được, nhưng mà chống về sau chúng ta sai bị nghiêng khung chậu. Nó xoay khung chậu thì nó không vào được cái vị trí cơ của mình. Sau khi nào mình giữ này rồi, mình thấy cảm thấy bình thường thì bạn thì chống tay về trước, sau đó bạn kéo lên, mỗi ngày kéo lên một tí. Đấy, nhưng mà chậm chậm nhá. Quan trọng thời gian giữ. Sau đó hít thở chậm. Rồi giữ như này rồi chúng ta làm gì cũng được, giữ nguyên, tạo dáng cũng được. Tớ cũng sợ được dọc đấy, tớ phải giữ thể diện đấy. Thôi, ngồi lại cho an toàn. Tớ tin chắc rằng trong hành trình, trong suốt 90 ngày vừa qua, thì cái gọi khả năng soạc của mọi người chắc đã tăng lên rồi. Trình độ soạc là càng ngày càng tốt hơn. Hồi giữ nguyên nhá, nhớ là giữ nguyên này. Bạn sẽ dựng thẳng lên, chỉnh lưng thẳng lên. Thẳng lên, đẩy ngực lên. Rồi, tay trái chống về phía trước nào. Không quan trọng là xoạc được bao nhiêu nhé. 90 độ hay là bao nhiêu độ cũng được. Hít vào, tay bên phải vươn, đẩy ngực lên. Thật ra nghiêng sang bên trái. Nào, úp lòng bàn tay xuống. Nhìn chéo lên trên. Bàn chân dựng lên. Nhìn chéo lên trên. Tất nhiên bạn có thể dẻo hơn thì tiếp tục ngả. Nhớ là thẳng lưng. Làm tốt hơn thì tay có thể giữ được bàn chân. Đấy, còn nếu không với tới chúng ta cứ giữ sát mang tay là được. Lỗi sai hay gặp là mọi người hay bị gập. Thì nhớ là phải xoay. Xoay vai lên. Và từ từ nâng lên. Từ bên nào. Hít vào tay trái vươn. Đẩy ngực lên. Thật ra nghiêng sang bên phải. Xoay vai lên trên. Hít thở chậm. Chỉnh bàn chân đi. Bàn chân dựng thẳng lên. Đẩy ngực lên. Và nâng lên. Bây giờ chống tay về sau. Thu chân lại. À, thả lỏng chân. Lắc nhẹ. Chúng ta giữ gót chân của mình này. Cách xa háng tầm một gang. Gót chân cách xa háng tầm một gang. Nghiêng mông sang hai bên và chỉnh thẳng lưng lên. Hít vào hai tay đan, giữ lấy các ngón chân, đẩy ngược lên, thở ra gập người về trước. Chúng ta không quan trọng cái đầu gối bênh lên nhé, cứ kệ nó. À, vươn dài người về trước, gập người xuống. Hít thở chậm lại, đây động tác thư giãn thôi. Ai gập sâu được thì gập, không gập thì cứ vươn thẳng lưng. Hít thở chậm.
thở chậm. Và từ từ ngồi dậy. Thiết lấy phần mình ngồi khoanh chân với chân trái ở bên trên. Nào, chúng ta nhích sang hai bên cho mông cân đều và thẳng lưng. Hít vào hai tay ra ngang, đẩy ngược lên. Chúng ta xoay vặn sang bên trái, tay phải giữ đầu gối, tay trái chống xuống thảm. Đẩy ngược lên, nhìn về sau. Nào, xoay nhìn về sau, nhìn vào vai. Tập trung vào tay bên phải, nhấn gối xuống. Hít thở chậm. Hít thở chậm. Từ từ xoay người lại. Đổi chân nào, chân phải bên trên. Hít vào hai tay ra ngang, thẳng lưng. Ra xoay vặn sang bên phải. Nhìn vào vai bên phải. Nhìn về sau. Đẩy ngược lên. Các tư thế vặn xoắn, chúng ta sẽ thở ra khi tăng thêm độ xoắn. Hơi xoay người lại. Nào, xoay người sang trái, duỗi thẳng hai chân. Duỗi thẳng hai chân, ba chân dựng lên. Là nghiêng mông sang hai bên và thẳng cột sống lưng lên. Thẳng cột sống lưng lên. Hít vào hai tay vươn lên, đẩy ngược lên. Thở ra vươn về trước, tay có thể chạm cẳng chân, cổ chân hoặc ngón chân tùy mỗi người. Nếu tay đang giữ ngón chân, kéo ngửa lòng bàn chân lên. Đẩy ngược lên. Nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại, nhắm mắt lại. Hít thở chậm lại. Hít thở chậm lại. Thả lỏng vai. Thả lỏng cổ. Và thả lỏng trán. Sau đó mỗi lần thở ra, bạn có thể tăng thêm độ căng bằng cách gập sâu người xuống hoặc là kéo ngửa lòng bàn chân lên. Mỗi lần thở, chúng ta hướng trán về phía ngón chân, đẩy xa cái mang tai ra xa khỏi vai. Lưu ý đừng gập nhanh quá, nó sẽ làm cho gối mình bị cong hoặc là làm rất là căng, làm cho chúng ta bị cuộn lưng. Thì chú ý lưng cứ đẩy ngược lên thôi. Ưỡn ngược lên liên tục nào. Tập trung đốt sống ngực. Hít thở chậm. Thả lỏng trán ra. Và từ từ buông tay. Hào cuộn tròn người. Lăn lưng. Lăn lưng cuộn tròn. Cứ cuộn tròn ấy, cuộn tròn 5-3 vòng, 5-3 vòng, 500 vòng. Thôi nằm xuống. Nằm xuống. Giống như tư thế tách ngang. Hai chân bạn co lên, mỗi tay giữ một cạnh chân. Hít một hơi thật sâu rồi dặn anh em thả lỏng. Chân sang hai bên. Mức cơ bản đầu tiên chả làm gì cả, tách rộng sang. Được bao nhiêu được. Mức tiếp theo căng hơn, đó là bạn đẩy thẳng chân. Mức tiếp theo
Bạn vừa đẩy thẳng chân, vừa ép cái mông được chạm xuống sàn. Và mức lưng cao nhất là kéo chạm bàn chân xuống thẳng. Cùng động tác như vậy chúng ta có nhiều mức khác nhau nhé. Chúng ta tự lựa chọn các mức của mình. Nào, thả lỏng vai ra. Thả lỏng vai. Mức cơ bản đầu tiên thì cứ thả lỏng tự do thôi, không cần phải ép quá căng. Cái mức mà để chạm được chân xuống thảm ấy, thì các bạn có thể giữ tay của gót chân, xong bạn ép xuống, nó sẽ dễ hơn. Tất nhiên nó tương đối căng, như vậy chúng ta lựa sức nhé, chọn cái mức phù hợp. Hơi thu chân lại, hạ chân xuống nào. Động tác cuối, từ đây cái cầu, hai tay chạm vào gót chân, hai tay chạm vào gót chân. Hai bàn chân song song. Hít sâu một hơi, nâng mông lên. Thật ra nhìn thẳng lên chân. Đẩy cao mông. Có thể hơi ép gối vào trong. À, đội hình nữ chuẩn bị nha. Thì để bánh xe, nếu ai làm được thì để bánh xe chúng ta chống tay ngược lại. Hít sâu một hơi và đẩy lên luôn. Nhớ dồn lực về phía tay. Dồn lực về phía tay. Rồi hai mẫu nam bên dưới thì giữ nguyên như vậy cho đều đội hình. Hơi hạ xuống. Hạ xuống. Hai tay ôm gối. Hít thở chậm lại. Hít thở chậm lại. Hà đung đưa nhẹ sang hai bên. Đung đưa sang hai bên. Buông tay ra, là tách rộng hai chân, gót chân ra hẳn ngoài thảm, gót chân ra hẳn ngoài thảm, hai tay dang rộng, thả lỏng bàn chân, cho mắt cá chân chạm xuống thảm, thả lỏng bàn tay, nhắm mắt lại, nhắm mắt lại. Hít thở chậm lại. Hít thở chậm lại. Hít vào sâu hơi. Thở ra thật chậm. Hít vào. Thở ra thật chậm. Thật chậm. Hít vào sâu. Thở ra thật chậm. Hít vào. Tập trung suy nghĩ vào bàn chân. Thở ra. Thả lỏng bàn chân. Rồi đổ sang hai bên. Hít vào, hãy tập trung vào khớp gối. Thở ra, thả lỏng toàn bộ khớp gối. Hít vào, tập trung suy nghĩ vào khớp háng. Thở ra, thả lỏng khớp háng. Hít vào, hãy tập trung vào vùng thắt lưng. Thở ra, thả lỏng mềm toàn bộ thắt lưng. Hít vào,
tập trung vào vùng vai. Thở ra, thả lỏng toàn bộ vùng vai. Hít vào, hãy tập trung vào bàn tay. Thở ra, thả lỏng toàn bộ các ngón tay co lại tự nhiên. Hít vào, tập trung vào vùng cổ. Thở ra, thả lỏng mềm các cơ trên vùng cổ. Hít vào, hãy tập trung vào vùng trán. Thở ra, thả lỏng các cơ trên vùng trán. Hít vào, tập trung vào khuôn mặt của bạn. Thở ra, thả lỏng toàn bộ các cơ trên khuôn mặt. Hít vào, thở ra, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Hít vào sâu hơi. Thở ra thật chậm. Hít vào. Thở ra thật chậm. Hít vào sâu hơi. Thở ra thật chậm. Từ từ hít vào sâu một hơi. Thở ra. Chúng ta cử động bàn tay. Cử động cổ chân. Nghiêng đầu sang hai bên. Và từ từ mở mắt ra nào. Thu hai chân lại. Hít vào sâu một hơi, hai tay đan trước mặt, giữ căng mũi chân. Thở ra, vươn căng tay về sau đầu. Từ từ buông lòng tay. Thu tay lại, đặt lên bụng. Co gối chân trái. Nằm nghiêng sang bên phải. Tay phải chống dưới đầu. Hai chân co. Và từ từ ngồi dậy. Có ai ngủ không? Vừa nghe tiếng gáy của ai đó. Dù thêm chút là cả nhóm ngủ. Đang định cho cả nhóm ngủ tôi đi về trước. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn tất cả các người bạn đã đồng hành trong suốt 90 ngày vừa qua. Cảm ơn tất cả các huấn luyện viên, những trợ lý đã đồng hành cùng Kim Ba để xây dựng lên những cái bài tập hỗ trợ Kim Ba trong suốt hành trình, trong xây dựng những giáo án, những tập luyện để chia sẻ với mọi người. Rất là tuyệt vời khi có được cái trải nghiệm những giây phút này. Thì Kim Ba thấy rằng là cái chuỗi 90 ngày chúng ta không phải là kết thúc, mà tập luyện nó là một quá trình lặp đi lặp lại mỗi ngày. Do vậy thì kết thúc hành trình 90 ngày, tôi hy vọng rằng bạn sẽ tiếp tục lặp lại nó. Và mỗi lần vòng lặp, bạn sẽ phát triển hơn một chút, bạn sẽ khỏe hơn một chút, bạn sẽ vui hơn một chút. Đó là quá trình lặp đi lặp lại mỗi ngày mà chúng ta liên tục tiến lên, giống như chiếc áo mà các bạn đang mặc, với cái hành trình, với cái ý nghĩa mà công việc yoga mà Kim Ba cùng các đồng đội mình, đó là mong muốn mọi người là cuộc sống này luôn luôn tiến lên, đúng không? Và kết thúc hành trình này thì Kim Ba cũng, một là bạn lặp lại, hai là Kim Ba cũng chia sẻ với các bạn một loạt các thông tin ở bên dưới để bạn có thể lựa chọn những chuỗi bài tập riêng biệt cho bản thân mình. Tất nhiên có chuỗi trả phí, có chuỗi miễn phí, đó tùy lựa chọn của bạn thôi. Và trong thời gian tới Kim Ba sẽ tiếp tục xây dựng thêm các chuỗi mới để chúng ta có thể trải nghiệm nhiều hơn. Tuy nhiên có một lời nhắn nhủ với các bạn, đó là quá trình để mà chúng ta khỏe hơn, hạnh phúc hơn, đó chính là sự lan tỏa. Nếu mà ngày xưa một mình Kim Ba chỉ tập thôi thì chả có chuyện gì xảy ra.
Nhưng mà nếu một quá trình mình chuyển giao, mình trở thành người huấn luyện, mình bắt đầu chia sẻ lại những người bạn xung quanh mình nhân bản chính mình giúp cho gia đình mình, bạn bè mình và những người xung quanh mình khỏe mạnh hơn, thì chính bản thân mình mới nhận được điều đấy. Đó, vậy thì tôi muốn chia sẻ các bạn một cái ý nghĩa, đó là nếu bạn đã tập rồi, tốt rồi, thì hãy tiếp tục lan tỏa yoga đến với mọi người. Tùy vào khả năng bạn, cứ có cái điều gì thì bạn cứ chia sẻ lại họ điều đấy. Bạn biết cách khởi động, bạn chia sẻ lại thành bài khởi động cho họ, thì lúc đấy họ sẽ vô cùng biết ơn bạn. Và tất nhiên, nếu mà chúng ta đi một hành trình dài hơn, thì tôi mong muốn rằng ở một khía cạnh nào đó bạn cần phải chuyên nghiệp hơn hoặc là đầy đủ hơn, thì tôi có những chương trình đào tạo khóa huấn luyện viên. Đơn giản, huấn luyện viên không hẳn là bạn có thể là đi dạy để trở thành những mở lớp, nhưng ít nhất bạn biết một cái kiến thức rất là tuyệt vời để chăm sóc cho bản thân mình, để hướng dẫn lại cho con cái, gia đình và người thân mình. Mình hiểu sâu hơn về chế độ ăn uống, về cách sống lành mạnh, về cách vui vẻ hơn, tích cực hơn, thì lúc ấy mình hướng dẫn lại cho họ một cách chi tiết hơn. Nên nếu có cơ hội thì tôi rất mong muốn bạn trở thành những đồng đội để tiếp tục cùng tôi, cùng những đồng đội của tôi tiếp tục lan tỏa lại mọi người, trở thành một huấn luyện viên cho chính gia đình bạn. Thì đó là lời nhắn nhủ cuối cùng mà Kim Ba muốn nhắn đến các bạn, và rất là mong đợi sự chờ đợi, sự có mặt của các bạn. Kim Ba để ở đồng tin cái đường link thông tin ở dưới, nếu bạn sẵn sàng thì hãy về và trở thành một phần trong với gia đình yoga cùng chúng tôi. Khép lại bạn trong khóa học đào tạo huấn luyện viên yoga. Vỗ tay. Bye bye mọi người. Bye bye.